Hello, xin mến chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh của Alex Lin Family, cuộc sống tại Lyon, Pháp. Hôm nay bên Pháp là cuối tuần chủ nhật đó, cho nên là thường là chủ nhật thì gia đình của mình sẽ rủ nhau đi ra ngoài ăn uống rồi này kia cho nó vui nếu mà có thời gian. Còn hôm nay thì ngoại lệ hơn chút là tại vì mình có mời những người bạn của mình làm chung nó tới nhà chơi ăn uống đồ cho nó thoải mái. Bạn của mình thì làm chung với nhau cũng nhiều năm rồi, cũng có thỉnh thoảng tới nhà chơi nhưng mà ít thôi chứ cũng nhiều. Bên đây thì ít có ai tới nhà mình chơi thường xuyên lắm, từ trừ khi mình mời người ta tới thì người ta mới tới thôi. Thì hôm nay mình mời tới là lý do có đặc biệt hơn chút, là tại vì bạn của mình mới bảo lãnh ông xã của bạn mình bên Campuchia qua, cho nên là mình cũng có ý định là mời tới để bạn ấy dẫn chồng tới nhà chơi để biết được ở nhà của bạn của mình làm chung bao nhiêu năm nay như thế nào để chơi, với lại để cho ảnh quen biết cái cuộc sống bên này đi đây đi đó rồi cho biết với người ta, chứ mới qua thì cũng buồn, chưa có biết tiếng gì thì cũng không có dám đi ra ngoài đồ nhiều, sợ mình không có biết ngoại giao đồ nhiều với người ta đó, cũng cũng sợ đó, là cái ai cũng giống ai hết, cho nên là mình mới mời tới nhà mình chơi. Thì hôm nay mời tới nhà chơi thì thật sự ra thì cũng không có làm những cái gì nhiều, chỉ làm những cái món ăn mà đặc trưng của Việt Nam mình để mời những người bạn Campuchia của mình thôi. Thì mình làm thì mình sẽ mời làm cái món chả giò chiên ăn với lại bún thịt nướng đó, đại khái gọi là bún thịt nướng chả giò đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu làm cái món nước mắm trước. Thật ra thì nước mắm lúc nào mình cũng làm ở nhà mình cũng rất là nhiều, nhưng mà lúc nào mình làm cũng để trong tủ lạnh á, cũng còn chứ không có ít đó, cũng còn được như đây nè. Mình làm về mình bỏ trong cái hũ xong mình bỏ trong tủ mát á, tủ lạnh đó. Nhưng mà nó còn có nhiêu đây thôi, mình sợ là nó sẽ bị thiếu, tại vì tới 5-6 người ăn cho nên là mình sợ thiếu. Mình thì lúc nào mình cũng cũng làm cái gì đó dư chứ còn thiếu thì mình cũng sợ lắm. Ở đây thì có đồ chua cũng làm sẵn rồi, đồ chua thì không cần làm nữa, như đây mình nghĩ đủ rồi. Giờ mình bắt đầu giai đoạn làm thêm ít nước mắm nữa thôi, cũng còn như đó, làm thêm ít nữa. Bây giờ mình làm nước mắm thì mình nấu nấu nước mắm trước rồi, mình đã nấu cái nước đường đó. Cái nước đường mình nấu với lại nước nước nóng đó mình đang để nguội mà. Tại vì mình làm á thì mình làm theo cái cách làm nước mắm của mình, tại vì mình làm thì mình thấy mình để trong tủ mát á, mình ăn có khi cả tháng 2 tháng nó cũng không bị sao nữa. Mà nước đường nó mình nấu lên cho nó sôi nhiều dạo như vậy nè, rồi xong cái sau đó cái mình để cho nó nguội, nó bốc hơi hết cái nó nguội bớt chút rồi mình pha nước mắm thôi. Chứ mình thì mình không có chế nước 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 ấm mà mình pha với nước nước đường trực tiếp như vậy, mình không làm vậy. Luôn luôn là mình lúc nào mình làm mình cũng nấu nấu nước đường với lại nước nước ấm vậy nè, cho nó sôi lên nhiều dạo để tắt lửa. Ok, thì giờ mình sẽ làm tỏi. Tỏi thì đa số là cô chú anh chị theo dõi thì cũng biết rồi, mình đa số mình ít có sai tỏi, tại vì sai tỏi thì mình thấy nó hơi cái máy sai đó. Cái máy xay mình vừa xay một cái thì mình thấy nó hơi nhuyễn đối với mình, cho nên là mình luôn luôn chịu khó để mình bầm tỏi nè, tỏi ớt mình bầm. Chứ để nước mắm thì đại khái là mình phải bầm bầm nó mới ngon, chứ mình xay nó nát quá đi, nát quá thì nó không ngon nước mắm đâu. Mình bầm không à, chịu khó bầm chút nha cô chú anh chị ha, thì sẽ có cái nước mắm nó ớt rồi với tỏi rồi nó ngon hơn, chứ mình xay thì nó không ngon bằng. Theo mình thấy vậy thôi. Đó, thì giờ mình làm nước mắm, làm thêm tí xíu nước mắm thôi. Ít quá, nhiều khi có người ta thích ăn nước mắm nhiều, có khi có người thì người ta không có thích mắm nhiều, nhưng mà thôi làm nhiều cho nó chắc, ăn dư thì cũng đâu có sao, ăn dư mình bỏ trong tủ mát thôi. Đó, cô chú anh chị thấy nãy lúc nãy mình đưa cái bình nước mắm của mình ra đó, bình nước mắm đó là mình để trong tủ lạnh, mình ăn có khi 2 tháng cũng không có sao nữa. Mình để trong tủ mát rồi mình giữ cái nhiệt độ cho nó đủ độ lạnh của nó là nước mắm không có hư đâu, nó còn, cho nên là mình pha thêm một một tô này, khoảng tô này nữa là được rồi. Ở bên đây thì mình sẽ dùng chanh này nè cô chú anh chị, chanh nước đó, chanh nó dắt ra sẵn rồi, là để trong cái bình 1 lít vậy nè. Mình thường mua là mua sẽ mua một cái bình 1 lít như thế này,
Còn 1 lít như thế này thì mình ăn cũng trong thời gian chắc cũng không có lâu đâu. Tại nhà mình thì thường ăn chanh với lại làm nước mắm được nhiều á. Nhưng mà tại lúc trước mình cũng có mua chanh mà chanh trái đó cô chú anh chị biết không, nhưng mà để trong tủ lạnh á, mình ăn không có được bao lâu á thì nó sẽ bị hư. Tại vì chanh trái thì có khi mình cần ăn mà có khi mình lại không cần ăn. Nó chanh 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 nước vậy nè cô chú anh chị thấy không nè, nó làm nước sẵn vậy nè, vậy mình thấy tiện cho mình lắm đó. Thì cái này mình sẽ lấy một tô này, mình sẽ làm một chén nhỏ. Mình làm nước mắm đó thì mình chỉ làm theo cái khẩu vị mình ăn thôi, cho nên là không có cái quy chuẩn nào. Mình không có làm là bốn 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 chén này một chén nọ hoặc là bao nhiêu đường này kia không đâu. Mình chỉ làm theo khẩu vị của mình thôi. Còn nước mắm thì bên đây mình sẽ ăn nước mắm này nè cô chú anh chị, nước mắm con cua nè đó, cũng là nước mắm của Việt Nam mình nhập qua, nước mắm Phú Quốc á. Nhưng mà cái loại con cua này thì mình ăn mình thấy ngon hơn, mình thích ăn cái loại này hơn, rất là ngon. Nó hơi mắc hơn cái loại nước mắm kia một chút nhưng mà nó ngon đó. Thì bây giờ nước đường nó nguội rồi thì bây giờ mình đổ nó ra khỏi cái tô, mình cho nó ra cái tô. Ra tô đi rồi mình mới đợi nó bỏ chanh bỏ đồ vô. Mình sẽ cho nước mắm vào, mình ăn hết cái chai nước mắm này trước, nó còn một chút. Mình làm thì không có cái liều lượng gì đâu cô chú anh chị, mình cứ làm thì tại vì ở nhà mình làm mình ăn mà, cho nên là mình cứ nhắm mình làm thôi. Mình vừa làm vừa nếm thử coi cái khẩu vị nó vừa ăn chưa, nếu vừa ăn rồi thôi chứ không có. Mình hình như là mình thấy mình không có làm theo cái quy trình nào hết, không có theo cái liều lượng gì hết à. Mỗi lần mình làm thì mình nhắm nhắm nó vậy đó. Thì mình muốn cho chắc ăn á, là trước khi mình làm mình bỏ nước mắm này kia chanh này kia đó, là mình thử đi ha, mình thử trước, nếu mình cảm thấy nó cái độ của nó chưa có được thì mình cho thêm, mình thêm cái này mình thêm cái kia thôi. Nãy giờ mình cho 3 muỗng mấy, bây giờ mình cho thêm thử 4 muỗng đó. Chứ nếu mà bỏ nhiều quá rồi thì một chút nữa nó sẽ bị mặn thì đâu biết làm sao đâu đó. Chanh mình cho một chén nhỏ vậy nè, mình sẽ đổ vô. Tại vì có nhiều người mình thấy người ta nói là chanh mà mình bỏ vô trực tiếp trong nước mắm vậy nè, mình bỏ mình ăn không được lâu, phải nói vậy đó, ăn không được lâu. Nhưng mình thì mình thấy đâu có ấy đâu, mình ăn mấy tháng trời, mình bỏ trong tủ lạnh mấy tháng luôn á, thấy đâu có sao đâu. Bình thường mình phải giữ. Nó có ngọt ngọt mặn mặn rồi đó. Mình làm vậy thôi. Rồi giờ mình sẽ bỏ cái ớt, cái tỏi rồi vô. Đó, mình chịu khó mình bầm một chút rồi nó có ớt tỏi nó ngon thôi. Mình đa số chịu khó làm đồ ăn, mặc dù làm cho gia đình mình ăn thiệt nhưng mà mình làm cũng phải ngon. Cho thì mình làm ngon thì mình gia đình mình ăn ngon thì mình thấy cũng ngon thôi. Đó, công đoạn làm nước mắm của mình đơn giản thôi cô chú anh chị thấy không? Chỉ có cực là nấu nước đường chút thôi. Nãy quên khoe cô chú anh chị là có ăn với lại cái gì, cái củ kiệu nữa nè. Đó, củ kiệu này bên Việt Nam cũng gửi qua luôn nè. Đó, gửi cho mình hũ nè, mình ăn còn như đây nè, chút nữa lấy ăn bún luôn. Rồi xong. Đó, cô chú anh chị thấy cái tô nước mắm của mình không? Xong rồi. Đơn giản mà. Đó, cô chú anh chị thấy chưa? Đó, giờ mình quay cho cô chú anh chị coi cái tô nước mắm của mình làm rất là nhanh, thấy chưa? Đó, rất là nhanh và rất là ngon. Thấy không? Tỏi mình băm, ớt mình băm đàng hoàng cho nên là nó không có bị nát mà nó cũng không có bị to quá, thấy chưa? Nhìn rất là ngon luôn rồi cô chú anh chị. Thấy chưa? Ngon quá trời tô nước mắm luôn. Ok, đó, xong. Giờ đơn giản vậy là mình có cái tô nước mắm của mình rồi. Đâu có gì quá cực rồi hả cô chú anh chị ha. Nè. Đâu có cực gì đâu. Ngon mà.
bị nướng thịt, cho nên là mình đang mở cái phua lên, nướng bằng phua chứ không có nướng bằng 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 than được ha. Bên này thì không có nướng bằng than giống như bên bên Việt Nam mình được, cho nên nướng bằng phua thôi. Mình đang bắt phua lên, phua nó nóng rồi mình sẽ bỏ thịt vô. Còn chả giò mình chiên rồi, bún mình cũng luộc xong, rau giá, rau thơm rồi này kia, dưa leo giá mình cũng chuẩn bị xong hết rồi. Đây thịt, thịt ướp xong hết rồi mình cũng bỏ rau cái que giống vậy nè, tí xíu mình bỏ vô phô mình nướng thôi. Mỡ hành. Ok, bây giờ mình bỏ thịt vô phô để mình nướng ha, tại vì cái phô nó nóng rồi. Đồ chuẩn bị sẵn sàng hết, nướng bỏ vô phô nướng nữa là xong. Hả xì rồi đây. Hả xì. Xin chào. Xin chào. Chào. Hôm nay ăn bún chả giò nè, bún thịt chả giò nè. Ngon. Ngon. C'est bon. Tí bữa. Oui. Ok. Bây giờ thì cái phô nó nóng rồi, mình bỏ nó vô. Bỏ cái thịt mà mình ấy sẵn rồi đó. Mình ướp sẵn hết rồi, bây giờ mình bỏ vô cái phô mình nướng thôi. Hôm nay cái khẩu phần này mình làm cho khoảng cỡ 5 tới 6 người ăn thôi, nên là mình nướng bao nhiêu đây thịt là ok. Thấy vậy chứ cũng nhiều lắm luôn chứ anh chị, cũng ít đâu, nhiều lắm. Cái này là khoảng hơn 1 kg thịt ấy. Hơn 1 kg đó. Hơn 1 kg cho 5 tới 6 người ăn thì cũng nhiều lắm rồi. Ở bên đây mình chỉ nướng bằng cái phôi vậy thôi chứ không có nướng được cái bếp mà bếp than như bên Việt Nam mình. Nếu cái này mình nướng bằng bếp than nữa thì nó quá ngon rồi. Thì bên đây thì nó chỉ có thể nướng bằng cái phua này được thôi. Ở bên đây người ta không có cho phép mình nướng bằng than đâu. Đó, mình bỏ cho mình nướng thì tí xíu rồi mình trở lại. Alex này cũng phụ nè, cũng phụ vợ là món bún chả giò nè. Nhưng mà phụ đâu không thấy, thấy đang ăn vụng một cuốn chả giò mình bắt gặp được. Đang đứng nhai nhót nhát. Nhai nhót nhát chả giò. Ngon không? C'est bon. C'est bon? Thì em dám. Hả? Ok. Ok, ok. Mất tân ha. Tommy News. Ok. Ăn dụng cho hết tật ăn dụng, quay lén lên lên phim luôn đó, quay cho cả nhà của chú thấy ăn dụng nè. Đó, tay cũng biết ăn dụng chứ bộ không ha, ai nói tay cũng biết ăn dụng đâu, tay ăn dụng còn nhiều hơn nữa. Món nào thèm là vậy đó. Thật ra thì Alex nó mắc cỡ lắm cô chú anh chị, tại vì không có quay lên phim á, tự nhiên bây giờ quay lên phim thì mắc cỡ lắm. Nhưng mà vợ quay thì năn nỉ thì cho quay lên chút vậy thôi à. Cô chú anh chị cũng thông cảm ha. Ảnh thì ảnh thích ăn những cái món đồ ăn của Việt Nam mình lắm. Nước mắm cũng biết ăn nữa. Cũng may là như vậy đó, cũng ăn được nhiều đồ cũng đỡ. Chứ nếu không là mình cũng khó trong những cái món ăn lắm. Nhưng mà đa số thích thì thích thiệt, nhưng mà đồ của Tây thì anh cũng thích theo bình thường thì anh ăn từ nhỏ lớn thì ảnh quen nhiều hơn. Còn món ăn Việt Nam thì có những món đồ ngon thì anh cũng thích, thích lắm luôn á. Chẳng hạn như chả giò đó cô chú anh chị thấy không, ăn dụng chả giò đó đang chiên mà ăn dụng luôn. Bây giờ thịt nó đã vàng một lớp rồi, bây giờ mình lấy ra cái mình trét sơ cái này lên cho nó bóng cái lớp thịt đó, cái nước sốt hồi nãy mà mình còn ấy lại đó, mình quét lên cho nó bóng đó, quét lên cho bóng rất là ngon luôn cô chú anh chị, ngon quá trời luôn. Nướng phô nhưng mà cũng rất là ngon. Rồi cái mình đẩy nó vô khoảng chừng 1 phút nữa mình lấy ra cái mình trở nó lại thôi, trở cái phần kia lại. Ok, giờ xong cái món bò bún của mình rồi. Cái món bò bún xong rồi. Đó, hôm nay mình có người bạn của mình tới nè, đó. Chào Việt Nam. Xin chào. Xin chào. Đó, hôm nay mình có mấy người bạn của mình tới chơi cho nên là muốn bò bún ăn. Em là Thầy Ben hả? Đẹp đẹp nè. Ngạc sĩ. Đây. Ngạc sĩ đang phục vụ nè. Đó. Muốn phục vụ không có trả tiền.
Xin chào. Xin chào. Ăn bún. Ăn bún. Xin mời cả nhà cùng ăn bún với cả nhà ha. Ăn bún. Ăn bún. Ừ. Hôm nay cuối tuần vui nè. Các bạn làm chung tới chơi cho nên vui. Không thích vui rồi.